Thành chụp thì vườn đào. Ê, nghe mi. Ê, xe, nghe mi. 38, 32. Cái này quận có. À, thiếu lâm đào. Thiếu đào nè em ơi. Thiếu lâm đào và cam mới hay anh em ơi. Thiếu lâm đào. Quá phơ. Thiếu lâm đào thì mình chỉ bơ ca đến cuối giờ mới ăn được anh em ơi. Cuối giờ mới ăn được, mình cầu đam á. Như cầu đam thôi. Từ từ đánh em nôn gì. Còn phút thứ tư bắt đầu đánh. Phút thứ tư bắt đầu đánh là đẹp. Nhưng ta lại làm nên thương đau, biệt ly người ta yêu nhớ. Ơi không chón nổi luôn kìa. Căng nha. Ai hay một dáng lông ta lừng danh, đã khiến những môn quang sẽ mãi mãi không về. Gạt đi nỗi đau thương của ta, cùng chân thủ ta đi thật xa. Từ hôm anh sẽ có sóng gió và sẽ vượt qua chẳng hề xa chi. Mà sang sông trên vai đời anh hùng, ta đi mang sáng lòng chân thi hà. Dù cho thế gian kia đổi thay, bao sông thì phu đời trai. Nhưng ta đi bao nhiêu trong gai, từ đôi bàn tay một sáng danh. Mà sang sông trên vai đời anh hùng, là chia sẻ đi anh em ơi, là chia sẻ đi anh em ơi. Rồi giờ bắt đầu đánh đây. Giờ mới bắt đầu đánh anh em ơi. Chạy gì đâu. Gạt đi nỗi đau thương của ta, cùng chân thủ ta đi thật xa. Từ hôm anh sẽ có sóng gió và sẽ vượt qua chẳng hề xa chi. Mãi sang sông trên vai đời anh hùng, ta đi mang sáng lòng chân thế gian. Anh hùng thêm lòng mặt bộ, anh hùng thêm lòng mặt bộ, anh hùng thêm lòng mặt bộ, anh hùng thêm lòng mặt bộ. Gạt đi nỗi đau thương của ta, cùng chân thủ ta đi thật xa. Đường hôm nay sẽ có sóng gió và sẽ vượt qua chẳng hề xa chi. Sáng sớm trên vai đời anh hùng, ta đi mang dáng lòng chân thi hà. Điều không khởi đang ngoài hàng long. Cứ từ bình tĩnh. Chạy đâu. Chạy đâu. Về đại lý Tô Châu Lạc Dương, khoác lên bao ánh trùng lâu, cùng một qua sáng nam chân lung và bao huyền quý tài liệu biểu phong. Khi chân mình đã thông tin minh bạch, ta vươn quay bóng như đời anh hùng. Cầu đam thôi em ơi, cầu đam thôi em ơi. Like đây, like chia sẻ đi em ơi. Trận này mà không biết nữa thôi luôn á. Thank you.
giấc mơ mới đã hồi tử. Bát mạch chân kinh tranh thần thú, thần hồ lạnh cuốn cuộc sáng mặt trời mây, điện kinh mật đạo phủ vây. Những chí trai không hề phai, sắc toàn chân nguyên xung huyệt đạo. Qua lâm hùng anh, có bát mạch thần thông, thì ai sẽ là minh chúa? Giấc mơ mới đã hội tụ, bát mạch chân kinh trong thần thú. Hiệp hội thần thú, sắc trời mây, liền kinh mật đạo phủ vây. Cố lên! Những trí trai cũng thể phải, sắc văn chân nguyên xung huyệt đạo. Hòa lần cùng anh, có bát mạch thần thông, thì ai sẽ là minh chúa? Câu giờ 2 phút đánh phát cuối nè em ơi. 2 phút đánh phát cuối nữa đẹp. Không cần đánh nhiều. Rồi, bị đánh. Chạy đâu? Nguyễn Thu Đam, anh Đam anh em ơi, sao lần này thấy nghi dữ. Đại chiến thắng thành, đại lý hay tương dương. Giờ này em solo luôn, hết giờ rồi. Anh Đam, khà khà, anh em thấy chưa? Cậu Đam giới thiệu lắm như vậy thôi anh em ơi. Rồi anh được nhiều Đam này. À đồ lần này mình đang được có cái 4k Đam này ta. Lần này có vẻ anh thiếu lắm một cái hay đấy.
một bên là 85k, bên là 89k. Nói chung là khúc cuối mình đứng làm giao tranh đó, nên là còn mình hơn có hơn 4k mấy thôi. Cũng là hơn anh em ơi, quá hơn. Hôm trước mình đang đến 30 mấy k đam lận. Hôm qua mình đến 30 mấy k đam lận. Còn hôm nay sao mà có vẻ như là Thiếu Lâm VK hay hơn một chút thì phải. Đồ quá, mình hơn cái 5k ta. Ok, dạ được rồi anh em ơi. Mình nói chung là mình biết chắc ăn đam rồi, nên là pha cuối mình ở lại mình giao tranh đó. Cho nếu mà pha cuối mình chạy á, mình chạy thêm trên ngựa một chút nữa là mình đang phải hơn 10k. Nói chung lần này có vẻ như Thiếu Lâm VK hay hơn rồi. Mình đang Thiếu Lâm này 3 trận rồi đấy.